đúng rồi đi lấy tình yêu rồi. Dai hoặc Mitsu cũng được. Đời tầm 2,7 hay 8 gì đấy. Vâng. Tầm có thì anh cứ hỏi được thôi. Anh đang đâu ạ? À, đang đi đâu hàng hả? Thôi có gì mai nghỉ mai có đánh không? Rồi bữa nào đánh cũng chuyện thôi. Dạ 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 dạ. Đánh cái hối quay sao? Đánh cái hối mấy cái xe quay giá bao nhiêu? Vâng vâng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.